Hello, xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay công ty Thiên Lộc sẽ đến. Cái này là homestay Nan Hao. Xử lý một cái dãy homestay này nghe. Đang bị nghiêng thì theo quan sát của mình thì hiện tại này là như quay lên đây thì không biết cả nhà có thấy nghiêng không, thì quan sát lên đây là nó nghiêng rất là nhiều nha. Khoảng 2 tấc ngoài nghiêng về phía sau, đổ về phía sau nguyên một dãy homestay này. Đó. Thì mình sẽ quay sơ bộ quá trình về xử lý chỉnh nghiêng cái nhà này nha cả nhà. Đây là sau khi gia cố móng thì sẽ cắt cột và chuẩn bị để xử lý nghiêng. Về cận cảnh cho cả nhà xem. Mình sẽ vào từng phòng mình quay cả nhà xem mức độ nó nghiêng như thế nào nha. Thì bình thường thì ngoài đây mình sẽ không phát hiện nó nghiêng như thế nào đâu. Đây cái phòng này cũng xem được. Cũng xem được nên cái dốc, cái đầu dốc nó nghiêng chuối vô trong rất là nhiều. Sau khi đục tách ra như thế này thì vài hôm nữa mình sẽ kích nâng lên xử lý nghiêng việc có trong không và cải tạo lại. Đây, quay cho cả nhà xem. Và hãy nhớ đăng ký kênh của mình để xem nhiều video hơn nha. Hello, xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay quá trình xử lý nghiêng căn nhà này mình sẽ quay cho cả nhà xem nè. Đây, cái nhà hiện nay là cái nhà homestay này ngang 6 dài 44. Nghiêng về sau ở phần dưới là 22 phân và phần trên khoảng 40 45 phân. Hôm nay quá trình tiêu thiền học đến đây xử lý nghiêng. Đây là quá trình anh em chỉnh nghiêng. Đây, sau vài tiếng đến thì nó đã nứt và hở lên. À, đây còn cục dây điện ta. Nghĩ lên nói không? Đây nha, trong phòng. Tập trung chuyên môn nha, ngồi buồn ngủ hay gì vậy? Đây. Tại mình cần có khoảng 25 người. Thì mình sẽ đi vào phòng mình quay từng phòng cho cả nhà xem. Thì đây là cái homestay nha. Này, nó dài 44 mét. Nó nghiêng vì sao. Công trình ở miền Bắc nha. Mình không có nói địa chỉ cụ thể được. Thì cô bác anh chị có nhu cầu xử lý nghiêng, nâng cao, di dời, xin liên hệ công ty Thiên Lộc nha. 0924120024. Mình sẽ vào phòng từng phòng mình quay cho cả nhà xem. Đây. Hiện tại cái nền chuối lắm. Thì khi chỉnh lên thì nó cũng tương đối đỡ rồi nha. Này hai con luôn hả? 8 kìa. Đây, mình sẽ qua từng phòng. Thì có những cái phòng này thì mình đã đưa con kích ở bên ngoài rồi. À, đây, dưới dạy cầu thang. Này. Bố, mình chèn trong phòng. Thì công ty Thiên Lộc là thi công toàn quốc của anh chị chuyên xử lý lún nghiêng. Thì nhà này trước là gia cố móng rồi, mình khoan gập nhỏ ngoài mình gia cố rồi, nên về cái việc cân chỉnh thôi nó thôi.
hay là quá trình cân chỉnh. Thì mình sẽ quay từng công đoạn. Như là khi mà chuẩn bị kích và hôm nay kích và sau khi kích mình sẽ quay cho nhà xem. Hello, chào chị. Em vui chơi vậy thôi, không có gì hết. Tám.